Vâng, em chào các bác nha. Nay sáng ngày 7 tháng 4 2020 thì em có về một số đó là 4 con đẩy ABA và một con 5 ngàn X thùng xốp, một con 881 320W, hai sản phẩm đó là hàng eBay và hai con súp Yamaha SW 800, những con lọc coi như âm ly. Thì sau đây mời anh em theo dõi kênh mình, cách ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất bên em. Thì sau đây em sẽ khui thùng. Đây là những con sản phẩm eBay, là con 5000X này và con 881 là hàng eBay về, còn mấy con kia là công nhật, con Mỹ nha. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Giờ em sẽ khui thùng từng con và quay cho các bác coi nha. Vâng, cái thùng này là con 881, vậy là thùng kia là con 5000X nha. 881 con này là đời 320W này, rất là mới nha, hàng eBay giá là 15.500.000 nha các bác. Đây, em sẽ khui cho các bác coi nha. Bác chờ em một tí. Đây, em đã vừa khui ra. Thì mời các bác xem độ đẹp của con 881 này nha. Đấy. Rất là keng nha các bác. Đẹp không một tì vết nào luôn. Giá là 15.500.000 hộp gỗ đây các bác. Sẵn khui hàng thì em mở ruột gan cho các bác coi, tại những con này rất là dễ mở nha. Có em chờ em lấy ruột phích ra. Đây, em vừa khui ra, mời các bác xem này. Độ đẹp của sản phẩm bên đây. 881. Công suất là 320W. Là những dòng sản phẩm rất là được anh em ưa chuộng, về nó chạy cái bo mạch Rever Y như 9090, tiếng nó rất là lực. Đánh 3 cầu loa, hoặc là A cộng B hoặc A cộng C, dòng này rất khỏe nha, lo nét. Tiếng rất là căng. Tiếng nó thì không khác gì là 7070, rất là lực như này, rất là mới nha các bác. Này, về phía sau của sản phẩm nha. Này, phía sau em này thì nó vẫn chạy bốn sò như là 80db hoặc là 7070, ba cầu loa này. Những sản phẩm này là hàng Mỹ về nha các bác, rất là mới luôn, tất cả là nguyên zin nguyên bản và đẹp rất là xuất sắc. Bác nào yêu thì alo cho em, giá 15.500.000 con Sansui 881 Receiver, hàng viên tròn bên em, rất là đẹp nha, đẹp keng cho bên em. Hàng bên em tuyến lựa thì anh em cứ yên tâm, và các bác cần đối giá thì yêu sản phẩm nào cứ alo trực tiếp cho em, cọc tiền cho em thì em ship hàng tận nơi cho các bác nha. Đấy, rất là đẹp. Các bác nào mà có lo khó tính thì rất ngại ngần mua âm ly thì các bác cứ chọn những dòng mà dễ ghép âm ly như thế này, nó không kén loa. Loa này em nó chơi cũng được, những dòng này nó như con 7-8 hay là mã vậy đó, nhưng mà tiếng để đánh thì lực hơn, công sức khỏe. Rồi tiếp tục em khui tới con 5000X cho các bác coi nha. Vâng, và đây là con 5000X hàng eBay về. Đấy, thì thùng nó có cũ theo thời gian nha các bác. Thùng này là thùng chính nha, chứ không phải thùng làm lại nha. Thùng chỉnh trò luôn. Thì sau đây em sẽ khui con máy ra để anh em coi. Thì giá con này là tí em báo luôn. Rồi, em đã khui ra rồi. Con này là hàng 320W, kích tinh lửa 320W nha, bo dính nha. Hàng ship bay về thì giá là 24 triệu nha các bác. Bác nào cân đối thì alo cho em nha. Sau đây em bê con máy ra để các bác xem. 24 cũ nha. Giá em đã bao ship nha, nên anh em đã cân đối giá rồi. Thì anh em cứ yêu thì alo cho em thôi. Vâng, con 5000X đã khui thùng lên sóng cho các bác cùng câu. Đấy, rất là đẹp nha. Rượu gan thì khỏi phải bàn luôn nha các bác, rất là đẹp, mới tinh. Đấy, có thấy nó còn sáng tròn nè. Mình sẽ quay đây là phần nóc máy nha. Con này em bán cho các bác là giá là 24 triệu. Bác nào yêu thì alo cho em, về đánh với cặp loa 88A, 99A và những cặp loa cổ Sansui. Vâng vâng. Giá này em đã bao ship cho bác nha. Tất cả sản phẩm là nguyên zin nguyên bản, chưa qua tay người dùng nha. Đây là phía sau của em nó. 5000X bao dính kích tinh lửa 320W nha. Các bác thấy thùng gỗ đẹp không? Rất là đẹp, tuyệt vời. Đấy. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Không một vết xước luôn, rất là tuyệt vời. Đây, bên hông này. Đấy, rất là mới luôn.
Rồi bác nào yêu con 5.000x này thì alo cho em. Sau đây em tiếp tục khui những sản phẩm tiếp tục để giới thiệu cho các bác. Vâng, tiếp tục là mới khui 4 con đẩy nha. ABA. Hiện tại thì em chỉ còn ba con, một con chiều nay em sẽ gửi đi cho bác ở Hà Nội. Con nào cũng đẹp xuất sắc hết á. Đấy, nhìn về trang nhiệt đã thấy những con tụ xanh cao cấp. Con nào cũng rất là mới. Giá là 6.500.000 một con nha. Bác nào lấy thì alo cho em. Này thì chạy hai cậu lo, chạy 16 sò, phát rất là mạnh, tiếng rất là sáng. Đấy, con nào cũng mới tinh nha. Đấy. Và tiếp tục đó là một con lọc Equay Laser SG77 này, giờ không có bao nữa. Con này thì em ship về theo đơn đặt hàng của một bác ở Quảng Trị thì cũng không nhận đặt hàng gì, thì bác đã chuyển tiền cho em 20 triệu rồi, thì bác lấy rất là nhiều sản phẩm, cứ dành cho em vài món thì em tìm lần lần cho bác. Combo của bác là gồm một cái lọc như thế này, một cái đầu đĩa, một cái loa và một cái âm ly. Thì cho đây mời bác là xem sản phẩm của mình. Con này là hàng tuyển chọn, catalog đầy đủ. Và đây là sản phẩm của bác, rất là mới nha. Em này công suất 34W, có volume, có thể làm rề. Và âm sắc con này rất là hay, rất là tuyệt vời. Và trưng bày cũng rất là đẹp, có thể ghép vào những âm ly, builder xanh xui. Và cuối cùng là hai con sóc và một đầu CD test 20. Hai con sóc này là hàng tuyển chọn nha. Thì những con sóc này thì vô địch rồi. Nói về sóc gia đình thì Yamaha cũng là thuộc dạng đứng đầu nha các bác. Nó hơn hãng Ribe, thì chất tiếng của nó rất là tuyệt vời, lực đánh cực kỳ là hay luôn. Nhìn nó đắt luôn, dạng đắt hơn những dòng Ribe. Cái cụ từ nó các bác mà khui cụ từ nó các bác thấy ngốt luôn. Nó to và nó cao, nhìn đã đó các bác. Nên lực đánh nó cực kỳ là mạnh. Nên anh em mà xài con này với những con hãng Ribe BB250 rồi đó, là con này nó ăn đất nha. Những con này ngày càng nó hiếm, mà hàng tuyển chọn thì anh em biết rồi. Này. Thì con này giờ hiện tại là giá là 13 triệu một con nha các bác. Thì em đã cân đối giá rồi, càng ngày càng cân. Hai cục này là dành lộn mua thôi, chứ không có để về giao lưu với các bác, chứ không có nhiều. Những cái con SW800 này giờ càng ngày càng hiếm lắm. Thì giá là 13 triệu một con. Giá đã bao ship cho các bác. Bác nào yêu thì alo cho em, hàng đẹp keng đó nha. Giờ em sẽ khui ra. Còn con test 20 này thì con này là giá 19 triệu nha các bác. 19 triệu, hàng đẹp keng nha. Đấy, các bác thấy con này trưng bày tuyệt vời, để trong phòng mà hai em nhấc nách luôn nha. Khiển là khiển thay thế nha. Đấy. Có thay độ mới, con này giá 19 triệu nha các bác. Có thay độ mới không? Và nó bố trí 4 cái chân, 4 góc cực kỳ là sang trọng và hai em luôn. Giá 19 triệu nha các bác. Bác nào nhanh tay alo em nha. Test 20. Chạy là chip dây mã là 1547 vương miện của huyền thoại nha. Sau đây em sẽ khui ra cho các bác cùng xem. Rồi em đã khui ra. Thì con này là con bên trái. Thì các bác thích con nào thì alo cho em. Con bên trái đầu tiên sẽ quay cho các bác nha. Đấy. À, những cái volume tinh chỉnh thôi. Cái nắp nó này. Đấy, các bác thấy đồ mới đó nha. Mình quay cạnh bài bản cho các bác nha. Đấy, các bác có thể cảm nhận được cái đồ đẹp nha. Là hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, nên vừa góc cạnh rồi cực kỳ là tuyệt vời rồi. Đấy, giá 13 triệu cho các bác, em báo rồi. Em đã bao ship cho các bác rồi. Em biết là bây giờ giá con này nó hơi cao hơn 500 ngàn được trước em bán. Tại vì giờ nhập lên cao rồi, dành nhau mua đó, để mà về có phục vụ các bác chơi audio. Những con này mà để trong gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, con này karaoke rất là hay nha. Rất là mới, giá 13 triệu nha các bác. Rồi, mình sẽ quay con thứ hai. Con nào nó cũng đẹp keng như vậy đấy. Tất cả là nguyên zin nguyên bản hết nha. Và đẹp rất là xuất sắc luôn.
giá 13 triệu, bác nào yêu thì alo cho em. Có thay cảnh này, bén luôn. Rồi. Hồi xin phép là dừng video, hẹn các bác ở video kế tiếp. Bác nào yêu thì sản phẩm nào và cần thì alo cho em. Sáng nay về được Yudato 2 con shop Yamaha SW800 và một con CD Test 20 và một con 5000X nguyên thùng và con lọc, một con 881. 881 này rất là hiếm nha các bác. Mua trên eBay thì nó giá nó ngang bằng với con 7070 nha, gần bằng luôn á. Vậy chắc âm nó cũng ngang ngửa với con 7070, rất là mạnh. Và về được 4 con bao, chiều nay em giao một con, còn 3 con, bác nào yêu thì alo. Giá là 6.500.000 một con. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Cảm ơn các bác rất là nhiều.